mình sẽ giới thiệu cho các bạn phương pháp làm thế nào để có một lớp nhanh hơn. Khi cơ thể được thả lỏng thì các cơ bắp nó sẽ được thư giãn, và đấy là trạng thái tốt nhất để chúng ta tung ra một cú đấm nhanh. Nếu mà chúng ta gồng cơ ấy, thì từ các cơ bắp của chúng ta sẽ cảm được tốc độ của chúng ta lại. Nên là các bạn chú ý được thả lỏng đó. Lực hông ở đây là lực xuất phát từ hông truyền qua cánh tay và rồi vào đòn đấm. Nếu chúng ta dùng được lực hông ấy thì đòn đấm chúng ta sẽ rất là nhanh, đồng thời rất là mạnh. Còn nếu mà chúng ta chỉ dùng lực tay không thì đấy là một đòn đấm không hiệu quả. Chúng ta cần lưu ý cả khoảng cách nữa. Chúng ta cần tận dụng khoảng cách ngắn nhất từ tay của chúng ta đến mặt của đối phương. Bạn nhìn nhá, nối này điểm A, điểm B, nối và không thêm bất cứ một điểm nào khác nhá. Không phải là A, B, C, thế là chậm mất rồi. Như này là chậm mất rồi. A và B nối. Tương tự như vậy tay phải nhá. Đây là sợi dây chun chuyên dùng để tập buổi trao quan đồng. Đây là đôi tạ 1 cân. Thì chúng ta sẽ sử dụng đôi tạ này để tập tăng sức mạnh cũng như là tốc độ của đòn đấm. Các bạn không nên dùng tạ quá nặng, chúng ta chỉ nên dùng tạ từ 1 đến 2 cân thôi. Ở đây tôi sẽ chọn trọng lượng tạ 1 cân. Nguyên tắc cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là nguyên tắc không truyền báo. Không truyền báo tức là chúng ta sẽ không thông báo cho đối phương biết về việc chúng ta sẽ tấn công họ. Ví dụ đây là cái tay của tôi khi đang thủ, thì đây là vị trí A, còn mặt của đối phương sẽ là vị trí B. Tôi chỉ cần nối một đường thẳng từ vị trí A đến vị trí B bằng, và không lấy đà, như thế này gọi lấy đà nhá. Lấy đà này, lấy đà này, lấy đà này. Khi bạn lấy đà thì bạn đã thông báo cho đối phương biết là à, tôi sẽ đánh anh. Còn đây là không truyền báo này. Đơn giản vậy thôi.